Nếu bạn hỏi tôi bắt đầu buông từ chỗ nào, tôi có thể nói với bạn tôi bắt đầu buông từ chiếc điện thoại. Cái thứ này là thứ không tốt lành gì. Nhất định phải giác ngộ. Có cái thứ này, ngày đêm đều chẳng được yên, cứ chốc lát là lại réo lên. Tâm của bạn làm sao mà định xuống được? Khoa học kỹ thuật đúng là hại người, nhất định phải biết điều đó. Điều cấp bách hiện nay của chúng ta là phải vạn sanh thế giới cực lạc. Tất cả mọi thứ khiến chúng ta khởi tâm động niệm, khiến chúng ta phân biệt, chấp trước, đều phải buông bỏ toàn bộ, để tâm khôi phục lại thanh tịnh. Thế thì đúng rồi. Tịnh Độ Tông thì nói là một đời thành Phật, vãng sanh thế giới cực lạc liền thành Phật. Điều mấu chốt vì sao người học Phật lại không thể thành tựu, mà người niệm Phật cũng không thể thành tựu? Hải Hiền Lão Hòa Thượng có một câu chúng ta phải khắc ghi trong lòng, chính là ở đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Chính là cái chữ chuyên này. Nếu như bạn có thể chuyên tâm thì liền thành tựu. Lời này đã được Lão Tổ Tông Cổ Thánh Tiên Hiền viết trong bộ Tam Tự Kinh, giáo chi đạo quý vị chuyên. Thành tựu của Hải Hiền Lão Hòa Thượng chính là nhờ chữ chuyên này, chứ chẳng có gì khác. Thấy người khác tu hành mà không có thành tựu, chính vì do không chuyên, do vọng tưởng quá nhiều, tạp niệm quá nhiều. Không thể chuyên tâm. Người chân thật tu hành thì phải vạn duyên buông xả, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, phải chuyên mới được. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp. Bao nhiêu lâu thì họ thành công? 3 năm. Đây là trường hợp phổ biến. Nếu bạn hỏi tôi bắt đầu buông từ chỗ nào, tôi có thể nói với bạn tôi bắt đầu buông từ chiếc điện thoại. Cái thứ này là thứ không tốt lành gì. Nhất định phải giác ngộ. Có cái thứ này, ngày đêm đều chẳng được yên, cứ chốc lát là lại réo lên. Tâm của bạn làm sao mà định xuống được? Khoa học kỹ thuật đúng là hại người, nhất định phải biết điều đó. Điều cấp bách hiện nay của chúng ta là phải vạn sanh thế giới cực lạc. Tất cả mọi thứ khiến chúng ta khởi tâm động niệm, khiến chúng ta phân biệt, chấp trước, đều phải buông bỏ toàn bộ, để tâm khôi phục lại thanh tịnh. Thế thì đúng rồi. Tịnh Tông dạy chúng ta, ngay cả những thân tình khó buông xả nhất, đây đều là thuộc về tình thân, đều phải buông bỏ. Chúng tôi khuyên mọi người cùng nhau niệm Phật, vãng sanh tịnh độ, mai này đến thế giới cực lạc họp mặt. Đến thế giới cực lạc thì chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Mỗi người đều vô lượng thọ,
được vĩnh viễn bên cạnh nhau. Chúng ta phải làm cho được chuyện này, không thể không làm. Điều kiện của nó rất đơn giản: tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Liền có thể chọn thành tất cả nguyện vọng của chúng ta. Đối với số bạn bè thân thích, chúng tôi phải chân thành khuyên nhủ họ: những năm tháng cuối đời, bây giờ ai nấy đều về hưu cả rồi, đều đã trên 80 rồi, đại khái đều là 85 tuổi trở lên. Không niệm Phật thì còn làm cái gì nữa đây? Tôi muốn đem pháp môn niệm Phật này gửi tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người đều có thể cầu sanh tịnh độ, đều có thể buông xả vạn duyên. Nên buông xả rồi, ở vào cái tuổi này, ngoại trừ niệm Phật ra, cái gì cũng đều buông hết rồi.